Hà Nội bác bỏ tin án binh bất động toàn thành phố. Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội khẳng định, thông tin không cho người dân di chuyển trong 7 ngày, án binh bất động toàn thành phố đang được chia sẻ trên mạng xã hội là giả mạo, sai sự thật. Trước đó trên mạng xã hội lan truyền thông tin có nội dung: 1. Bí thư thành phố chỉ đạo sẽ không cho người dân di chuyển trong 7 ngày ở nhà, sẽ ở nhà 7 ngày. Đi làm công sở thì ở công sở 7 ngày, đi làm phân xưởng thì ở phân xưởng 7 ngày, sẽ cho người dân và cơ quan chuẩn bị 4 ngày. Đúng 8 giờ sáng thứ hai tuần sau, án binh bất động toàn thành phố. Từ đây đến hết tháng 8, cả nước chỉ về thêm 3,2 triệu liều vaccine, không đủ cho thành phố Hồ Chí Minh. Đề nghị tiêm đúng đối tượng, đẩy nhanh tốc độ tiêm trong 4 ngày phải hoàn thành. Cơ bản, không để cho người dân di chuyển trong 7 ngày. Ngày mai, quận, huyện, sở ngành chuẩn bị phương án cho việc thực hiện. Y tế chuẩn bị sẵn sàng, kế hoạch xét nghiệm, lực lượng xét nghiệm, cách thức kể cả tiêm vaccine. 2. Chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố ngay bây giờ phải chuẩn bị mọi phương án, chỉ đạo các ngành triển khai ngay tinh thần ngày mai. Theo Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội, Cục An toàn thông tin, Phòng an ninh mạng, Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội đang phối hợp với thanh tra sở ra quét các tài khoản đăng thông tin trên để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Sở Thông tin và Truyền thông cũng khuyến cáo người dân dùng mạng xã hội hoặc nhắn tin cần dừng ngay việc lan truyền thông tin trên. Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội cũng lưu ý, trong thời gian dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, trên không gian mạng xuất hiện nhiều thông tin sai lệch, xuyên tạc, độc hại nhằm gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch của thành phố. Do đó, người dân cần theo dõi, nắm bắt thông tin qua các kênh thông tin chính thống, không chia sẻ các thông tin chưa được thực hiện